Đây là thành quả của chú cháu mình nãy giờ nha các bạn. Được chắc cũng cả gần ký ốc á. Được mớ cá lau kiến sai khủng nha. Con này là con khủng long hồi xưa nó sót lại nè. Đây nè. Mấy con này ha. Siêu to luôn nha các bạn. Hello cả nhà nha, hôm nay là mình có một chuyến về quê cho nên là mình sẽ đi xuống dưới kênh này mình báo ha, mò cua mò ốc đồ, coi có cái gì mình báo cái nấy nha các bạn. Mình đi cùng với thằng cháu mình nha, hai chú cháu mình sẽ quậy đục nước con kênh này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xuống dưới kênh mình báo nha các bạn. Đầu hai chú cháu mình sẽ mò thử coi có con gì để bắt hay không nha. Quậy đục nước luôn là có thật. Ồ, có ốc đắng nè. Cái đoạn kênh này có ốc đắng nha các bạn. Cắn rất là nhiều nhưng mà không có được bự nha. Con nhỏ 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 nè. Mình mới vừa quơ tay xuống mình hốt cái thì cũng được mấy con nè. À, cái này nhanh nè. Không có đâu. Thử mới biết chứ. Được một con hến nha. Đây này chắc là phải mò rồi. Xúc không vô con nữa. Chạy đâu đây nè, đâu rồi. Đây đây đây. Đó các bạn, đây là cái cây gì nha. Cây này nè. Đa số chỉ là người miền Tây mới biết cái cây này là cây gì nha. Bạn nào biết là comment ở dưới video cho mình nha. Thử coi ở chỗ các bạn kêu có giống ở chỗ của mình kêu hay không ha. Ở đây nha các bạn. Hai chú cháu mới mò có chút xíu nha. Nãy giờ mang tiếng hai chú cháu chứ thằng cháu mình nó mò không còn mình đi báo. Đây là con ốc bu vàng, ốc bu vàng nhỏ nha. Cho nên mình không có bắt.
Hôm nay thì quyết định bắt ốc đắng thôi. Cháu mình nãy giờ nó mò ở dưới kia, nó mò chắc cũng được nhiều rồi á. Còn mình đi dạo nãy giờ có mấy con. Cá gì nó ụt qua giữa kìa, giữa kênh dữ vậy nhỉ? Chạy ra sao rồi. Ốc mà đang thui tưởng đâu ốc chết không á, nó nằm dưới sình á, nằm dưới sình nè, con nào con đấy nằm dưới sình nè, còn ngón tay á. gì vậy ghê, cái cây khổng lên đào con nhóc này. Chắp ốc ngọ ngoài luôn. Giết cái bụng quá. Mấy gì mới đã nè. Này thôi lựa lại con nào nhỏ bỏ đi. Nhiều mình ăn con bự thôi. Đây là thành quả của chú cháu mình nãy giờ nha các bạn. Được chắc cũng cỡ gần ký ốc á. Nhưng mà mình sẽ đi chỗ khác nha. Tại ở đây thì cái đoạn này mò xong rồi thì nó cũng hết chỗ mò rồi. Mình sẽ tiếp tục mình đi bơi xuồng qua trong kia. Tiếp tục mình báo tiếp nha. Rồi đi địa bàn khác thôi. Thấy ghê không, đi địa bàn. Bên con bên cái gì? Ừ. Con kia đúng không? Rồi mò được cá rồi sâu ghe qua đúng không? Đúng.
Bắt đầu bây giờ hai chú cháu mình tới công cuộc là mình đi báo tới cá lau kiến nha các bạn. Mò thử coi có cá lau kiến không nha. Ồ, nước mát ra. Con cá lau kiến đầu tiên. Đâu con dơ lên ra đi Khang. Ồ, con cá. Quá siêu rồi con trai ơi. Nè. Ở đây ba cái hàng luôn á, nó vô đi. Ốc. Ở cái đó là hang trong mé hả? Không, không mò hang. Ủa, cái hang ở ngoài mò nãy giờ lặn rất hơi. Còn là hang nào hang nấy thập cái giò vô lọt mà không có con cá. Đó nãy nãy giờ con mò trong mấy cái mỏ ngoài luôn, cái giò con mỏ ngoài. Cuối cùng cũng không phụ lòng ta. Đây là con cá đầu tiên của mình nha các bạn. Nhỏ hơn con cá của con cháu mình nãy nha. Đây là con cá của con cháu mình nãy, còn đây là con cá mình mới mò dính nha. Kìa, nó mò dính thêm một con nữa kìa. Các bạn thấy không? Con dơ dơ lên coi. Đó. Rồi để xuồng phải đẩy nhẹ nhẹ nha, để em thôi lật cái máy quay xuống kinh là mò mệt á. Đậu xanh nó tính cái đuôi rồi, chạy vô nữa. Ủa, cũng vậy nè. Vô ừ. Bố rồi. Phòng trong hang á chạy lút vô trỏng luôn rồi. Kéo nó ra, kéo nó ra nó dưới hai cái cạnh nó lại á. Kéo mạnh luôn là nó gãy à. Con luôn, hai con.
mình được một con nữa nha các bạn. Bên kia cháu mình nó cũng được một con nha, nó vừa làm tụt mất một con rồi. Con bốn đâu? Vô đó rồi. Vô rồi. Vậy là 5 con rồi đúng không? Đây nha các bạn. Thêm con nữa nha các bạn. Thêm con nữa nha các bạn. Đây một con nha các bạn. Con này hơi bị bự nha. Wow. Thằng khủng nghe các bạn ơi. Này là con cá rô phi chứ không phải cá lau kiến nha. Ê chỗ này đâu vậy xuồng ơi. Chờ xíu. Cháu mình bên kia nó mò được con cá lau kiến cũng to lắm nha các bạn. Để mình đẩy cái xuồng qua. Nè. Thôi để vô luôn đi. Để chìm ra ngoài. Lúa xưa. Đúng.
Và đây là cái thành quả của hai chú cháu mình mò nãy giờ nghe các bạn. Được mớ cá lau kiến sai khủng nha. Con này là con khủng long hồi xưa nó sót lại nè. Đây nè. Mấy con này ha. Siêu to luôn nha các bạn. Nè mò có hơn nửa tiếng đồng hồ mà nhiêu đây cá lau kiến nè các bạn. Con nào con nấy nè. Như khủng long luôn ha. Cá lau kiến nha. Cá chú cháu mình mò là cá này nó nước rồng nó chui vô trong hang nha các bạn. Giờ mình là lặn mò nãy giờ ha. Quá trời nhiều. Với lại một ít ốc. Đây, ốc. Đây là chỉ còn mấy con ốc đắng loại to nha các bạn. Loại nhỏ nhỏ nãy giờ mình cũng loại bỏ bớt rồi nha. Đây đây, bây giờ hai chú cháu mình sẽ đi về. Về và chế biến hai cái thứ này. Đây cá lau kiến nè. Nãy giờ hai chú cháu mò nè. Rồi mình cũng chào tất cả các bạn nha. Mình mò nãy giờ được nhiêu đây thì chắc cũng ăn không hết rồi, nhiều rồi. Nên là hai chú cháu mình sẽ đi về nha. Hẹn gặp lại các bạn vào một video gần nhất nha. Bye bye.